Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel Cày Zombie ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em đánh cái con boss bông bông xương rồng. Thì đánh boss bông xương rồng mình mặc set lương điện. Set này mình đang có bán ha. Anh em nào mua thì nhắn tin qua Zalo mình để phía số điện thoại phía bên dưới á. Rồi, hiện tại đồ thì mình đang cầm ba cái món đồ đồ đam ha. Rồi, nhào vô. Hai vô trước, bảo đứng đừng đừng đứng vô sau. Rồi, rồi. Vô đi, vô đi, vô đánh đi. Đánh bình thường thôi, tới tới máu thứ 18 hả ấy, tới máu thứ 18 hả, lùi xuống. Rồi khi mà máu hết tắt rồi xuống, lùi xuống đi, lùi xuống, lùi xuống. Mẹ mày nó chạy lên rồi, nó chạy lên rồi, đợi xíu, đợi xíu. Đánh đánh mấy ngày kìa. Để cho nó chạy xuống xíu, nó chạy xuống xíu. Nó chạy lên xa quá. Ơi ơi chết chết chết. Các bạn phải để rồi rồi. Rồi. Mày xuống mày tắt một cái trước đi, mày xuống mày tắt một cái trước đi. Rồi. Rồi tắt đi, tắt đi, tắt đi. Ok. Rồi tao một cái rồi đó. Các bạn phải tắt bốn cái bông ha, bốn cái bông xung quanh là các bạn đánh được rồi. Rồi tao tắt xong rồi đó. Rồi vô xả đam đi. Thả cái bạc dầu ra luôn, thả cái bạc dầu ra luôn. Rồi. Xả hết luôn, xả hết luôn. Tại chỉ một một lần đánh á, một lần đánh là chết luôn á, chứ đừng để nó hồi. Có đồ thì cứ xả ra hết. Hả? Có đồ cứ xả ra hết, xả nhanh nhanh lên nó hồi nó nổ nữa, cứ xả đồ ra hết. Mình đang ấy mà, mình đang đam á. Thả bạc dầu luôn, thả bạc dầu luôn, gần chiến thắng rồi, gần chiến thắng rồi. Rồi xong đấy, các bạn thấy đơn giản không, chỉ cần xả đam vô người nó hết là các bạn chiến thắng rồi. Clip của mình tới đây tạm dừng ha, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại.